Hello, xin chào cô chú và các bạn. Thì mấy hôm nay á, ở chỗ mình ở trời mưa quá chừng luôn, mưa cả tuần luôn á các bạn. Thì hôm nay sáng sớm nè, mấy mẹ con tranh thủ đi ra vườn hái mấy trái bầu lúc mà trời nó không có mưa á. Đó, mấy trái bầu hôm nay cũng lớn rồi nè. Đây là lần thứ ba mình hái cái dàn bầu này nè các bạn. Con bé lớn thì nó đòi cái trái bự ha. Nên mình cắt cái trái bự này cho nó nè. Đó, trái bầu thấy ngon chưa? Mình tranh thủ mình hái sớm tại vì sợ nó bị già các bạn. Đó, ở bên đây có một trái nhìn nó mắc cười quá chừng luôn. Nó hơi cong cong. Cái con bé nhỏ thì nó muốn cái trái nhỏ đó nên mình cắt luôn cho nó. Đây, thấy cưng chưa? Mình cắt luôn cái trái này luôn các bạn. Thì hôm nay là hái được ba trái bầu luôn. Hái bầu xong chút xíu mình đi ra, mình quay vòng vòng mấy cái cây ăn trái của mình cho cô chú và các bạn xem nha. Đấy, cái dàn bầu này mình hái xong rồi nè. Thì thấy mấy cái đọt non nó cũng ra nhiều đó các bạn. Thì có mấy cái trái nhỏ nhỏ nữa. Mà dàn bầu này là mình phải thụ phấn nha. Mình thấy thụ phấn thì cái trái bầu nó đậu cao hơn nha các bạn. Thì hôm nay là thành quả được ba cái trái bầu. Đó, giờ mình đem vô nhà nha các bạn. Đem vô nhà xong rồi mình ra mình quay vòng vòng cái khu vườn của mình. Hôm nay là cuối tháng 7 nè. Thì coi có cái cây trái gì nha. Mình ra phía bên đây mình xem cái cây nho. Cái cây nho này mấy mấy lần trước mình thu hoạch được cũng một số trái ăn rất là ngon nè các bạn. Hôm nay mình ra mình thấy có mấy cái trái này hết chín chín rồi. Mình hái luôn nha. Đó, kiếm kiếm. Mấy lần trước mình với con gái đi ra thu hoạch cũng được một mớ rồi. Cũng được mấy chục trái á các bạn. Đó, thì hôm nay ra được vài trái nữa nè. Cây nho này là nho muscadine đó. Ăn rất là ngon luôn, nó có cái mùi thơm lắm các bạn. Đó, bên đây là mấy cái ăn trái của mình nè. Mình trồng trong chậu không mà các bạn. Đây có cây hồng mềm nè, trong gốc đó đó. Cái cây hồng mềm này là mình mua ở Costco đó. Năm ngoái nó có được khoảng 20 trái rồi nha, mình nó trái nó nhỏ thôi. Năm nay thì đậu được có 5 trái thôi các bạn. Đó, trái nó chưa có lớn cho lắm. Nhìn thấy cưng lắm các bạn. Có một trái nó rụng xuống dưới rớt dưới đất rồi. Mình đi từ từ qua bên đây là quay cái cây ổi nè các bạn. Cây ổi này là cây ổi Thái. Năm ngoái nó cũng nhiều trái lắm. Năm nay nó cũng đậu rất là nhiều trái nhưng mà mình thấy nó cũng bị rụng nha. Đó, rụng lại còn có được có 5 trái trên cây nè các bạn. Cái cây ổi nè. Ổi này ổi Thái nha. Mình mua cây con ở nursery á. Đây là cái cây ổi kilo. Còn phía bên góc kia là cây ổi, ổi mễ nó có một trái nè các bạn. Thôi mình ngồi xuống đây mình ăn thử cái trái nho cho các bạn xem ha. Cái nho nè, nho này cái vỏ nó hơi dày một chút xíu nhưng mà nó rất là dễ lột nè các bạn. Thấy không? Cái thịt thì nó hơi xanh xanh ha, nho này nó có hột nha. Đó mình ăn nè, cái trái nho này mà mình thu hoạch lúc mà cái nó màu tím á, màu tím đậm á là nó chín, nó ngọt lắm. Còn mình thu hoạch mà nó còn hơi hồng hồng mà không có quá tím á thì nó không có ngọt bằng cái lúc mà nó chín nó mềm mềm thì nó rất là ngọt luôn các bạn. Đó, các bạn coi bên màn hình bên trái là mấy hôm trước mình thu hoạch với con gái của mình đó, được một rổ luôn, bé cũng rất là thích luôn. Qua bên đây mình quay cái cây mãng cầu nè các bạn. Cây mãng cầu á hôm bữa bão đó nó rụng hết trơn trái luôn, nó còn có một trái trên cây nè. Đó, hoặc sáng sớm á, khoảng 5-6 giờ sáng trời nó cũng có mưa đó nên thấy cái cây nó còn nước mưa luôn các bạn. Bên đây là cái cây táo tàu nè, ngày nào mình cũng ra mình ngắm coi coi cái trái nó lớn cỡ nào ha. Đó, cây táo tàu của mình nè, có cũng có mấy cái trái thấy cưng lắm. Cây này năm nay nó phát triển tốt các bạn. Hôm bữa mình mới bón cái phân vỏ trứng gà đó, vỏ trứng gà mình sấy khô á. Rồi sau mình xay nó ra thành bột, sau mình bón cho cây. Đó, nó cũng rất là tốt luôn. Bên đây là cái cây cà tím ha. Đi, quay vô trong đây nè, các bạn nhìn thấy kỹ hơn ha. Cái cây táo nè. Đó, quay trong cái góc này các bạn thấy. Đó, được một chùm trái phía bên trái nè, nhìn thấy cưng ha. Còn mấy trái bên đây á, phía bên đây thì thấy nó một chùm có hai trái thôi. Nó đang ra bông nữa nè cô chú các bạn. Đó, hôm bữa tại mình
mình học từ cái chị trên YouTube á, chị nói là lặt lá của cái cây táo á để cho nó ra bông đợt 2 và đợt 3 luôn. Đó. Mình làm theo thì thấy rất là hiệu quả luôn các bạn. Kế bên cây táo là cái cây mãng cầu. Cây mãng cầu mình còn được có một trái thôi các bạn. Đó, mình bọc cái vải lại sợ con chim nó ăn á. Hy vọng là nó cái trái này nó không bị rớt xuống nha. Đây, qua đây khoe cái cây cà tím. Cái cây cà tím là mình trồng chung với cái chậu cây, cái ổi. Thì cái chậu đất á, nó rất là tốt á. Nên cái cây cà tím nè, các bạn thấy cái trái nhiều quá chừng luôn. Lần trước mình thu hoạch cũng được một số. Đó, cái bông cà tím nó màu tím tím, nhìn rất là cưng luôn. Mấy trái cà thấy cưng quá à. Mà cà tím thì mình ít có ăn lắm. Mình trồng thấy nó đẹp nên mình trồng chứ mình cũng ít có ăn cà tím. Đó, cái trái này nó đậm nha, cái màu tím của nó đậm các bạn. Cái bông thì màu tím lợt nhưng mà cái trái thì màu tím đậm. Qua bên đây mình quay cái mấy cái cây đậu bắp mà hôm bữa mình cắt bớt lá rồi các bạn. Đó, mình tỉa bớt lá rồi, hôm bữa nó tùm lắm. Qua bên đây là có cái cây cây mướp. Đây, mấy cái dây mướp nè. Nó leo được cũng nhiều rồi, nó đang có bông các bạn. Hôm bữa là nó ra bông bông đực trước. Mướp á mình thấy là thường nó ra bông đực trước xong rồi nó mới có bông cái. Đây là cái bông cái của mình nè. Hôm bữa mình thụ phấn rồi. Nếu mà mình tự thụ phấn á thì mình chắc chắn nó đậu trái. Còn mình cho ong bướm này kia nó thụ phấn thì hên xui nha. Đó, bên phía dưới đây là cái mấy cái cây dưa hấu. Dưa hấu mà loại mà trái nhỏ nhỏ các bạn, không phải trái bự. Năm ngoái mình trồng là cái trái mà nó kêu là baby sugar. Còn cái đây là hoa vàng thọ nè. Đó, dưa hấu bên đây có một trái dưới đây nè các bạn. Nhỏ xíu nè, hôm bữa mình có thụ phấn rồi. Hy vọng là cái trái này nó đậu nha. Đó, còn nó bò. Thường là mấy cái dây nó bò dưới đất nó ra rễ thì cái cây nó tốt hơn. Còn bên đây là mớ rau muống. Chắc chút xíu mình sẽ thu hoạch rau muống luôn. Để đem vô nấu canh chua. Hoa vàng thọ. Hoa vàng thọ cưng quá chừng luôn nè. Nhìn là thấy là muốn thấy Tết á. Bây giờ mới tháng 7 à, chưa Tết đó các bạn. Rồi, ở trên đây là cái cây dưa lê Hàn Quốc. Qua đây là mấy cái cây xương sâm. Xương sâm là hôm bữa mình chiết nhánh nè. Đó, bây giờ nó ra nè các bạn. Nó ra mấy cái lá non nè. Ở đây là mấy cái chậu mãng cầu. Mãng cầu mình sang chậu bằng một ca long á. Đó, để mình nuôi cái cây này nè. Cho năm sau mình nhờ anh bạn ghép cho mình. Đây, mấy cái cây mãng cầu nè. Mãng cầu mễ ha. Mãng cầu Dr. White. Bên đây là cái hoa hồng. Nó nở thành cái chùm luôn nè các bạn. Một chùm như vậy mình đếm là 6 cái nụ đó. Hoa này nó nở chùm chùm rất là đẹp luôn. Hoa hồng Florentina. Hoa này mình mê lắm. Nó không có thơm các bạn nhưng mà cái hoa của nó nở nó bền lắm. Qua phía bên đây mình có hai cái con flamingo. Còn dưới đây là mấy cái hoa zinnia. Đây là năm đầu tiên mình trồng cái hoa zinnia này, giờ mình mê luôn các bạn. Nó trồng từ hạt mà nó rất là dễ trồng luôn. Hoa zinnia mình không cần chăm sóc gì nhiều hết các bạn. Mình thấy nó rất là dễ chịu luôn á. Các bạn coi thấy trời âm u không? Nó không sáng mà nó chưa. Trời còn thấy âm u quá chừng luôn. Trưa nay mình làm cái món gỏi cuốn tôm thịt. Thì ở nhà có tôm có thịt rồi các bạn, thì ra vườn mình cắt thêm một mớ hẹ nè để cuốn gỏi cuốn. Ăn gỏi cuốn là có hẹ mới ngon các bạn. Đó, cái hẹ này dễ trồng lắm, nó chịu nóng chịu lạnh gì cũng được hết trơn á. Đó, mình cắt ra mình lên mình ăn là nó mọc lên lại các bạn. Cắt ra cắt lên là khoảng 1-2 tuần sau là nó mọc lên lại à, rất là dễ trồng luôn. Còn bên đây là mấy bụi rau quế nè. Bây giờ mình qua bên đây mình hái rau muống để mình nấu canh chua ha. Buổi trưa thì ăn gỏi cuốn, còn nấu canh chua để cho thứ hai đem đi làm này kia các bạn.
Rau muống hôm nay nó cũng tốt quá chừng nè. Bữa giờ mình cắt ăn là mấy đợt rồi đó. Nấu canh chua rất là ngon nha. Mà mình ra mình hái mấy cái rau rau diếp cá để mình cuốn gỏi cuốn luôn. Đó, vậy là khỏi cần đi chợ mua rau các bạn. Đây là cái nồi nước để nấu canh bầu, bầu nấu tôm khô. Thì mình vớt bọt ha. Đó, nấu bầu nãy mình hái đó, mình nấu với tôm khô, ăn rất là ngon luôn. Đó, tôm khô hoặc là nấu tôm tươi cũng được các bạn. Nó nấu canh bầu mấy đứa nhỏ nó cũng thích ăn. Rồi mình để một xíu ngò rí vô cho nó thơm. Rồi, vậy là xong rồi, rất là đơn giản luôn. Khỏi phải đi chợ. Đó, mình nấu luôn cái nồi thịt kho nè, để cho ăn trong tuần đó các bạn. Thì trong tuần mấy ngày đi làm mình đâu có thời gian nấu nên mình nấu để ăn trong tuần. Còn bên đây là cái nồi canh chua, ngon quá chừng luôn, canh chua rau muống nè, có đậu bắp nhà trồng nữa, rau muống nhà trồng, đậu bắp nhà trồng, cá mua ngoài chợ ha, cà chua ngoài mua ngoài chợ luôn, quá chừng ngon các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại cô chú và các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!